Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng dự án 1 căn tại vị trí tổ 5, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Từ vị trí ngôi nhà này ra tới bến xe Nghĩa khoảng tầm 800m thôi mọi người ạ. Cách chợ dân sinh khoảng tầm 200m, cách với lại trường mầm non, trường tiểu học Yên Nghĩa khoảng tầm bán kính 800m quay đầu. Rất là gần, rất là tiện. Ngõ trước nhà 2m2, cách trục đường ô tô đi lại khoảng tầm 50m. Diện tích trên sổ đỏ 33m2, thiết kế và xây dựng là 4 tầng theo kiểu hiện đại. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, mặt tiền của ngôi nhà là 3m4. Phần đây chính là cửa chính của ngôi nhà, thiết kế là 2 lớp cửa. Bên ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa kính cường lực nha mọi người. Đây. Với ngôi nhà này đều đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Và đặc biệt là với cái căn nhà này thì quý khách hàng chỉ có khoảng tầm 7 đến 800 triệu tiền mặt thôi là đã có thể sở hữu rồi. Phần còn lại bên ngân hàng sẽ hỗ trợ mình ạ. Đây chính là phần tầng 1. Ở đây Ngọc Ánh đang đứng là phần phòng khách nha mọi người. Thì toàn bộ gạch lát nền kích thước 60-60 đều đã được hoàn thiện đầy đủ, trần thạch cao theo kiểu giật cấp và hệ thống đèn LED chiếu sáng âm trần cũng đã được hoàn thiện xong. Với ngôi nhà này thì được thiết kế hồ sơ điện, hồ sơ nước cũng đều được lắp đặt đầy đủ giấy phép xây dựng riêng biệt. Toàn bộ trần phào thạch cao, giấy dán tường Hàn Quốc, đây mọi người có thể nhìn thấy cái căn nhà này hoàn thiện lên rất là chỉn chu và tỉ mỉ. Với phòng khách rất là rộng nha quý vị. Đây. Phòng khách rất là rộng rãi. Đó. Với ngôi nhà này từ tầng 2 xây đua ra nữa thì trên cái không gian từ tầng 2, tầng 3, tầng 4 nó sẽ rơi vào khoảng tầm 36m2, thiết kế mỗi tầng 2 phòng ngủ vô cùng hợp lý. Đây chính là gian phòng bếp của ngôi nhà. Đây quý vị có thể nhìn thấy. Chất liệu hoàn thiện lên cái tủ bếp này là gỗ sồi Nga. Hệ thống phụ kiện bếp đều được thiết kế là chất liệu inox 304. Vòi chậu cũng như là chậu rửa bát cũng thế. Đấy, với không gian bếp rất là rộng, toàn bộ khu vực bếp là được ốp kính này, ốp kính hải long, mặt bếp ốp đá đen granite. Và không gian phòng bếp rất là ok đúng không ạ? Hài hòa, và căn nhà này giá chào bán cũng vô cùng hợp lý, 2 tỷ 050 triệu đồng thôi. Trong cái giá bán này đã bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho khách hàng. Tầng 1 còn có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh tầng 1 đây mọi người có thể nhìn thấy đầy đủ với bồn cầu cũng như là vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Hệ thống tay vịn cầu thang đây, cổ trụ. Mọi người có thể nhìn thấy giúp em, ở đây toàn bộ thiết kế là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang là được lát đá xanh granite. Và xin mời quý khách hàng theo cho Ngọc Ánh lên trên phía tầng 2 để khám phá tầng 2 của ngôi nhà nhé. Với thiết kế tầng 2 của ngôi nhà như Ngọc Ánh vừa chia sẻ thì trên phía tầng 2 là thiết kế 2 phòng ngủ rộng. Đây mọi người ơi. Đấy. Phòng ngủ tầng 2 được lát gạch 60-60 vân gỗ. Đồng thời chủ nhà có để sẵn ống chờ, dây chờ, bã chờ điều hòa rồi. Cửa thông phòng là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Hành lang đi sang phía cái căn phòng ngủ tiếp theo khá là rộng. Ở đây ở trên tầng 2 là có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh trông rất là bắt mắt mọi người ạ. Đầy đủ về hệ thống sen kê tắm nóng lạnh, quạt hút mùi, bồn cầu liền khối và lavabo bàn đá. Đây là gian phòng ngủ tiếp theo ở trên phía tầng 2. Gian phòng ngủ này thì rộng hơn gian phòng ngủ vừa rồi. Gian phòng ngủ này thì nó rơi vào khoảng tầm 12-13m. Và trên gian phòng ngủ này thì có cửa sổ thoáng hướng ra phía bên ngoài. Bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Đồng thời ống chờ, dây chờ, điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Với cái vị trí của cái căn nhà này cách với bến xe Nghĩa vô cùng gần thì quý khách hàng của em có thể yên tâm rằng
là nếu như quý khách hàng ở tỉnh hoặc là quý khách hàng ở các tỉnh phía Bắc chẳng hạn mà đi tới bến xe Yên Nghĩa mà mua cái căn nhà này, hoặc là các anh chị, quý anh chị khách hàng mà làm quanh loanh quanh khu vực Hà Đông hoặc Thanh Xuân thì căn nhà này cũng là một căn nhà rất là hợp lý với giá chào bán 2 tỷ 050 triệu. Thiết kế thì 4 tầng, 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh. Vị trí thì lại vô cùng gần, thuận lợi đi lại, gần chợ dân sinh, gần với đường ô tô. Đây, cửa thông phòng là cửa nhôm hệ. Và mời mọi người theo Ngọc Ánh lên khám phá tầng 3 của căn nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế giống hệt như tầng 2 mọi người ạ. 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đây, khoảng không phía trước của ngôi nhà rất là thoáng. Như mọi người có thể nhìn thấy, gian phòng ngủ này thì rất là rộng, đều được lát gạch kích thước 60-60. Giá chào bán của ngôi nhà này 2 tỷ 050 triệu, theo Ngọc Ánh thấy nhận định rất là hợp lý. Với vị trí gần bến xe Yên Nghĩa thì hiện tại căn nhà này là căn nhà giá vô cùng hợp lý và gần như là rẻ nhất rồi ạ. Đây, nhà vệ sinh tầng 3 thiết kế giống hệt tầng 2 mọi người ạ. Đầy đủ mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng, bồn cầu liền khối, bàn đá lavabo, hệ thống sen tắm nóng lạnh. Và gian phòng ngủ thứ tư của ngôi nhà. Đây, 4 phòng ngủ mọi người ơi, thoải mái luôn ấy. Cho một hộ gia đình 3 thế hệ ở vẫn là cứ vô tư. Và phần cuối cùng của ngôi nhà đó là tầng 4. Thì xin mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau: gồm một khu vực sân phơi, một khu vực để máy giặt và một phòng thờ. Bước lên trên phía tầng 4, mọi người có thể nhìn thấy ở đây có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang và khu thuộc tầng 4. Đây mọi người có thể nhìn thấy này, ngợp ánh sáng luôn đó. Và đây chính là phần khu vực để máy giặt mọi người nha. Để máy giặt này, ống thoát sàn này, đầy đủ hết rồi. Hẳn một ô để máy giặt ở đây vô cùng hợp lý. Và đây chính là gian phòng thờ của ngôi nhà. Vô cùng thoáng mọi người ạ. Đó. Phòng thờ này cũng rất là rộng. Như một gian phòng ngủ bình thường, quý khách hàng có thể sử dụng tùy mục đích công năng. Đây, cửa mở ra rất là mát. Bởi vì phía trước là ngõ cho nên không có một cái nhà nào chắn với mình cả. Phần cuối cùng đó chính là sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Thưa quý vị, đó rất rất là rộng. Và đây, sân phơi này thì có khác hơn so với một số cái video trước Ngọc Ánh quay. Là đây này, chủ đầu tư có xây tường lên tới tận đây luôn này. Vậy quý hàng còn chần chờ gì nữa mà không gọi điện cho Ngọc Ánh? Với căn nhà cách bến xe Nghĩa chỉ 800m thôi, hướng nhà là Tây Bắc, diện tích là 33m2, thiết kế xây dựng là 4 tầng, 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp riêng biệt. Quá đầy đủ tiện ích, quá đầy đủ công năng và gần như là ok với cái khu vực Yên Nghĩa này nha mọi người. Vậy thì mọi người vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888011444. Mọi người xem video của em thì nhớ nhấn vào nút like để ủng hộ em và đăng ký kênh để có thể cập nhật bất động sản tiếp theo của Ngọc Ánh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.